Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố về công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành du lịch và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại buổi làm việc, qua báo cáo công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành du lịch thời gian qua, Đảng ủy Sở Du lịch đã kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét cho ý kiến, chỉ đạo đối với một số nội dung như đề xuất Bộ Ngoại giao giao thành phố đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế hàng năm tại Đà Nẵng để quảng bá điểm đến và thu hút khách quốc tế, đề xuất Bộ Công an thành lập lại văn phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Đà Nẵng để tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực cho du khách, giúp khôi phục các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ để nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn để tạo sản phẩm du lịch mới đặc thù, khác biệt, mang tính lan tỏa động lực, hỗ trợ sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, thu hút đầu tư những dự án trọng điểm động lực phục vụ phát triển du lịch trong giai đoạn 2021-2025. Theo đánh giá, thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến ngành du lịch Đà Nẵng. Đến nay, khoảng 80% doanh nghiệp du lịch vẫn đang tạm dừng hoạt động. Khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã đang thất nghiệp và chuyển sang làm ngành nghề khác. Ngành du lịch đã và đang nỗ lực triển khai chương trình phục hồi theo phương châm chủ động, thích ứng, linh hoạt và hỗ trợ doanh nghiệp người lao động du lịch. Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy khẳng định vai trò vị trí của ngành du lịch đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua, chia sẻ những khó khăn và thách thức đang đặt ra, đồng thời nhấn mạnh thông điệp phải triển khai quyết liệt, nhanh chóng, đồng bộ các giải pháp để phục hồi, đưa du lịch trở lại là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Chúng ta phải thu hút trở lại các cái lực lượng phục vụ cho lao động, phục vụ cho ngành du lịch. Nói như đồng chí Phó Bí thư Thường trực ấy, nếu như chúng ta không khẩn trương thì chúng ta sẽ mất một cái nguồn nhân lực rất lớn mà đến lúc khi chúng ta cần là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được. Qua đây thì cũng gửi đến một cái thông điệp cho các cái doanh nghiệp làm các du lịch để họ an tâm để quay trở lại với các cái hoạt động đầu tư cho du lịch. Thời điểm này là chúng ta phải tập trung làm tốt cái công tác quảng bá và xúc tiến du lịch. Bởi vì chúng ta không làm tốt được công tác này và đặc biệt là công tác truyền thông thì chúng ta sẽ không có điều kiện để hút được khách du lịch trở lại. Chúng ta phải xác định rất rõ là chúng ta quay đón khách trở lại bằng cái gì? Bằng thái độ và chất lượng phục vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh trong thực hiện nhiệm vụ phải xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu tôi đề nghị công chí phải tiếp tục phát huy và làm tốt công tác xây dựng Đảng và coi đây là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở, nền tảng và biện pháp quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tôi nhắc lại là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó thì tôi đề nghị công chí phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng và nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong đội ngũ cán bộ đảng viên, quan tâm phối hợp trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hàng đầu vào thời điểm hiện nay để đảm bảo cho cái việc mở lại các hoạt động du lịch. Cái công tác chuyển đổi số coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao cái chất lượng của công tác quản lý du lịch cũng như là kinh doanh du lịch. Thì tôi đề nghị cả sở và các doanh nghiệp, trong đó có hiệp hội, công chí quan tâm đến cái lĩnh vực này. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Du lịch thành phố cần chủ động rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi du lịch, tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố tạo ra các sản phẩm du lịch mới, cũng như chủ động làm mới các sản phẩm cũ để hút khách. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án lớn, tạo sản phẩm thu hút khách, tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm về văn hóa du lịch, phát triển du lịch xứng tầm.